Chào anh em nhá. Hôm nay anh em mình xuống làm ruộng anh em ạ. Năm mới à? Làm ruộng năm mới anh em ạ. Hôm nay anh em mình sẽ được ăn cá thối à? Này, cá ao anh khụt hôm nọ anh em mình tháo ao thả vào kiểu cá khác thì không chết nhưng mà cá mè nó chết hết rồi này. Thế nên anh Khánh bảo là sẽ phải lấy một con cá này mang về nướng thối ăn. Cá thối ăn. Món cá thối anh em nhá. À, thế này anh em mình bình an nhờ anh em mình. Phải có cả giòi ra ấy mới ngon à. Ngày xưa xưa cá chết rét nên nướng thùm thùm ăn ngon lắm. Không có mặt nước mà của nước này này vừa là nó nổi lên nhưng mà nó phải gặp nắng. Nó đen đen làm gì đúng không? Bài đấy thì tuyệt vời. Có hai con cá trôi mà đây này, hôm nọ đúng anh khụt bắt được. Còn hai con cá trôi nhà anh khụt à? Đúng hai con cá trôi kia cũng chết thật rồi này. Con kia còn một con kìa. Đấy. Nó lạ nước lạ cái em thơm. Hoa ban có cho ăn không? Sự hoa ban để cho nó thối ra ở đấy để cho con cá khác ăn đấy đúng không? Để cho con cá khác. Mấy từ ngày hôm nay trở đi chắc anh em ngày nào cũng phải làm ruộng ấy nhỉ? Cũng mùa ruộng rồi. Mất hết khả năng tê phá tê phí áo ở ngoài là nổ. Đây này, cá đây này. Anh em ạ, cá chết. Cá chết để 2-3 hôm rồi, thùm thùm ác anh em ạ. Chắc là cá của Hoa Ban chết nhiều đấy nhỉ. Cũng không chết nhiều. Xuống thôi bác Khánh ạ. Xuống đi, cũng cao hơn thế. Cứ nhảy xuống đi, qua cái cắm gì. Ra đây, cầm nhau kéo đi, kéo người. Kéo được mà. Điện thoại điện chiếc bỏ ra đi cho anh. Bỏ ra để thả cho anh xuống đi nào. Đây đây này, diều rau mà. Ok rồi. Rồi, một em trôi to. Ôi. Phương phức. Thôi không? Ngon mà. Thùm thùm. Đâu? Cá nó lạ nước, mình đang mới thả ấy. Nó lạ nước lạ cái. To ác. Địa điểm. Ờ, mới muốn tóm phương phức. Đây. Còn này mới to này. Đây này. Thối như này. Đít to lên xì hết rồi gì này. Ừ nhỉ. Pịa nó phọt ra hết rồi. Ừ. Còn đấy, còn nó canh bon đi. Hết sải không cho anh à? Ờ. Ý. Ôi sao bên kia, bên kia cũng có nữa bác anh ạ. Quá nhiều cá. Chết anh em ạ. Mè. Mè.
ăn cá thối anh em ạ. Nhớ mẹ phát phương mà cái đấy. Ha. Hóc kép mẹ. Đi anh em mình đi nhặt rau về để canh cá măng chua đi. Thùm thùm này, cá thùm thùm này chắc không canh được măng chua quá, phải đấy cá sống ngần hoi quá. Nướng thối ăn thôi đúng không? Đó anh em để tập trung vào một chỗ xem nó chết bằng nào nè. Đúng là không sống con nào ấy hụt nhờ, chỉ sống chấm thôi nhờ. Dũng mang nhặt ra đi. Em thôi ơi, mang mấy con kia ra đi. Tập trung lại xem nào. Cái này nó chỉ ươn thôi, chất thối nhỉ. Ươn thôi. Rồi anh em ơi, hôm nay anh em mình có từng này cá thối ăn nha mọi người nha. Đây này, tháo hồ ăn anh em, ăn đến nôn ra thì thôi. Cho quả ớt mắc khén vào nhiều nhiều tí. May nó còn chết em thôi. Không thì mình không có món cá thối. Này tầm 2 cân được gì nữa đúng không? Hơn à? Hơn đấy. 2-3 cân đấy bác Khánh ạ. Đây. Thùng thủng anh em ạ. Này không biết làm cái gì ăn này. Nướng à? Nướng mà khén ăn à? Nướng ớt khén. Ớt khén này. Con nướng thôi. Coi nó anh em xúc lấy như kiểu mang đi chôn đấy nhở. Chôn vào mỏ đó. Này anh em ở dưới kia nhìn thấy trại cá ấy, họ bảo là loại này ta chỉ chôn đi thôi, chắc bảo thế đấy cho anh nhở. Cái này nó chỉ chôn thôi mà đấy, nó còn phọt. Còn đối với anh em mình thì nó là cái gì? Đối với anh em mình là lạc sản thung thủng của anh em mình chứ. Đùa không? Đi bên nào đi dép giết cái bên kia. Cái này vứt đi cũng được rồi, cái này con nhỏ này không ăn nữa. Đúng là lạc. Quả rào cho anh rồi. Ôi trời ơi. Cho anh ơi. Đấy. Cho anh ơi. Thấy quả rào này sợ không? Em đi nhà tao sống đây. Hôm trước có anh em nào hỏi mua cái rau này này, à cái cây này này. Cái cây cứt lợn này này. Cái cứt lợn màu xanh này này. Bảo là sẽ mang về để chế thành tinh dầu để xịt xoang hay sao ấy. Đây cái cây hoa này. Chết suốt làm chỉ xoang được sao anh em ạ. Thấy không? Đây kìa kìa kìa. Đây đây, chỗ đây đấy, đúng rồi, chỗ đủ đúng rồi. Thấy không? Ui, vườn hoa đây anh em ạ, đẹp chưa? Anh em đi tìm rau về ăn này. Lạc vào vườn hoa. Đẹp thật. Thơm. Bác Khánh vào check in à? Ừ. Ok. Ờ, anh em. Cái này chắc là họ để làm giống đúng không? Làm giống đấy. Để làm giống. Đẹp nhỉ, hoa cải đấy nhỉ. Quá đẹp luôn. Đây gọi là cải thúc đúng không? Đúng. Em thơm. Ừ. Em xin làm vài ngọn này. Ừ. Đẹp thật. Một luống cho đùng. Đây là rau ấy này các bạn ơi. Đây là rau mùi. À đâu đây thì là chứ. Thì là nó là hoa vàng anh em ơi. Còn bên kia là cải cúc này. Còn rau mùi thì nó là hoa trắng anh em ạ. Giống nó giống nhau đấy. Nhìn giống nhau đấy này. Đấy. Anh em thấy hoa này sướng không? Cho anh có sướng không? À cho anh chắc không sướng đâu. Anh em mình lấy hoa về ăn đi. Ngắm hoa lại rơi. Cái hoa này đã sợ rồi. Đẹp thật nè. À. Cái cúc này đẹp kinh khủng anh em ạ. Nở đẹp thế.
Anh em mình thả vào cái ao này các bạn ạ, anh em mình thả nước vào nhưng mà bây giờ nước không đến nên nó cạn hết. Thiệt hại bao nhiêu cá đây, bây giờ có mấy con to đây. Anh em mình không chuyển nó đi này, anh em mình sẽ xuống bắt nốt ăn nhé các bạn nhá. Thả vào anh Khu đi. Anh Khu ơi, 10 con to nhá. 10 con cá. Ném thẳng luôn đi, không chết được đâu, con này nó dài lắm. Chết thế nào được. Ui, không ăn cũng lớn. Để hôm nào anh em mình thả nhiều vào, để hôm nào anh em mình cho nó ấy ra, anh em mình câu ấy. Cá chấm này, à cá cá rô có 2 con. Ui. Ui cá. Còn nhiều lắm. Cá mà. Ui. Hai chép à? Cái đấy bác Khánh mang cái đấy xuống làm gì? Cái đấy nó đi nó có đâu? À có à. Thế này. Xem mà khổng ác đi. Được 4 con chấm không chú Dung? Đây con này nữa nè. Được 4 con chấm không? Biết là món mà mày cũng ngon rồi. À thế thì thôi mang đi thả đi. Mà con thấy cơ mà. Con này mới sướng này, con này mình làm sẽ làm măng chua nè. Ôi. Tép giòn. Con này cũng là to nhất ao của mình. Đây. Mỗi con này đúng không? To nhất làng đấy. Bé đi nhé. Ok. Lên đây chú Dung. Con gì kìa, con gì ở bên này này. Chú Dung ơi, có một con ở đây này. Nó bơi kìa, đấy, không biết là con gì. Trên kìa, đấy, trước mặt này. Này à, vượt à. Chép à. Chọn vào đây hết nhưng mà nó chết hết. Đây, cũng cái cám chấm nhỏ đó chung ơi. Em chấm đấy. Tỉnh lắm. Đấy kìa, đằng sau chú kìa, đấy. Đấy, chú kìa, đấy. Ừ, cá chấm hẳn hoi mà. Đấy kìa, đấy. Này mà om dưa thì. Ui. Rồi. Ụt. Sao nó lại kêu ục này. Năng lô mét đây đi. Rồi. Con này không biết làm cái gì. Tên hết là bắn lìn. Áng có tiền đó. Ừ. Còn con này về đây chú Dũng. Con anh định làm gì đây? Định mồi cá. Mồi cá gì à? Mồi con cá khác về để nó tắm rửa sạch sẽ. Cá này già nhỉ. Con này đến 5 cân không? Không đến nữa. Rồi, món cá thối của anh em mình đây các bạn ạ. À, bỏ ra cả xương làm như cá chỉ vàng à. Úi ruồi bay đến nhiều lắm anh Khu ơi. Đầu nó bỏ hết à? Ô, rửa bằng nước này thôi à? Không, tí rửa lại chứ. À, tự rửa bằng nước này thôi. Cá thùng thủ mà thế này. Ui, gì nhỉ?
là món cá thủ thủm ăn thôi anh em ạ. Mà cá thủ thủm này là rất là Bác Khánh rất là thích nhá. Bác Khánh này hình như thích ăn đồ thối hay sao nhỉ? Trứng phải xanh ra mới ăn, có cả giòi ra ấy. Thối ác anh Khụt ạ. Thối chứ, cá này thối này. Cá như thế này không thối thì nó nạ. Thịt bở hết nhỉ, nhìn giống như kiểu thịt à, như kiểu thịt cá chỉ vàng ấy nhỉ. Nạ thì nó như kiểu như là nó bị nhừ hết thịt rồi. Cho ớt vào. Khó chặt quá. À thôi là phải cho nhiều ớt này à? Cho nhiều ớt thế này nó mới khử được thối à? Khử thối chứ. Cá thủng thủng này ngon anh em ạ. Cái con cá chắc khi anh Khụt mang về làm hoa ban đang ở đây rồi nhé. Hoa ban mang về thì các bếp rồi. Các bếp rồi nhé. Ồ số cho. Ui giời. Đâu, măng chua của anh em mình đâu? Đấy, măng chua xuống cho. Đây đi, hoa ban đây đi. Em cho ít măng chua này thôi à? Chắc nhiều rồi đấy này. Được đấy. Cho muối mì vào luôn này Khụt ạ. Tí nó nở ra nhiều mà. Cái gì? Ăn đàng hoàng, đàng ngày ăn cơ mà anh Khụt. Thôi thế thôi. Được rồi, anh Khụt. Cho vào đây cho nó. Nó náu lên nhừ ăn nó ngon. Thôi. Vì con cá to ấy. To nó phải lâu. Tay to. Ây da. Nhừ với anh em mình như thế này nó là to lắm rồi, mình có được ăn cá ao to này là cá chép ấy. Quá là tuyệt vời. Đúng món sở trường anh em mình ăn cá tanh tưởi nó quen rồi bây giờ. Kiểu món chuyển sang món thông thủng. Món là chua của mình đâu. Ờ mang lên đây bác ơi. Mang lên đi. Ôi. Cảm ơn. Ôi cạn nước rồi anh em ạ. Cạn chưa rồi anh? Ừ. Chưa. Nước cạn ba phải ngon. Chạy anh em mình mải cắt cơn cá thối quá. Ôi giời ôi. Ăn cái loại ấy rồi. Làm một mình ăn cái này dọn. Ăn rồi. Ngon thế. Vui của con đây. Rồi, thế được rồi đấy. Mọi em ngon cá thế này. Thế, cá xuống cho. Loại chạp chạp thôi. Nó bắt bắt anh em. Ây à. Phương phức anh em ạ. Bác Khánh tìm cái củ hành ấy. Ừ. Cho khai học củ. Mời anh em nhá, mình lên trước nhá. Ờ. Lên đi. Anh em lên thoải mái đi. Hôm nay làm ruộng vất vả đúng không? Có cá thối với cá to ăn. Rồi mời anh em nhá. Làm ruộng mà có cá. Bắt thối ăn. Bắt chết rồi. Nóng lắm anh. Nóng lắm. Ơi. Ớt đây. Bác Khánh. Nóng anh Khụt. Nóng quá. Nóng sướng đúng không? Thôi nóng là sướng. Ừ. Thôi lần này là lần đầu tiên đấy. Điểm bé lên thế này chú anh ạ. Ừ. Anh Khụt ạ. Đang nghe là phải bác Khánh trước ấy. Nhưng mà bác Khánh báo việc. Thôi. Mời anh em đấy. Mời bác Khánh, mời chú anh, mời em thơm nhá. Mời lên anh em. Mình với em Khụt lên trước đây. Mời anh em mình do cỏ ác lắm rồi. Đúng rồi. Chú ăn. Phức phức. Sướng. Đây anh. Đúng không? Đúng chính xác như là mùa rau cỏ anh em ạ. Ôi chớm ăn. Chú chớm ăn đi. Ờ. Chú cho con chớm ăn. Mời tất cả anh em nhá. Lên. Bác Khánh ăn củ hành kia, sướng. Con này ngon à? Ngon lắm. Ok. Ui. Sướng. Người không? Kiếm được cái củ đồ. Bùi không? Bùi. Và tỏi to đấy. Ngon lắm. To sướng. Em ăn nhá. Cái áo cho anh nhỉ. Củ hành mời tất cả anh em nhá. Xiên em nó. Ôi. Củ hành hành ta. Hành ta anh em ạ. Mời anh em nhá. Hành tây thì không cắt cơn được. Nó to quá. Ô cái số ác. Cây nhá. Mình em chơi cái cây của nó to. Ừ. Cây. Cây. Tỏi cay á. Tỏi.
tỏi mà không cay thì nó mới nạt. Rồi ôi, anh em làm củ hành cho là củ, coi là củ kiệu đúng không? À, mình thấy cỏi, mình thấy tỏi mình thấy cay mắt rồi đúng không? Tước. Đúng rồi, ăn nó quá bùi. Ngon không? Mời anh em nhá. Chiết. Lên lên bắc cả. To là nó sướng. Gọi là bắc cả nó mà gọi là tướng cả. Ừ. Cả anh em nhá. Sướng thật. Cái sướng áo của Khánh ạ. Chúng ta cũng gọi là ta nghe. Tỏi gì tỏi sao mà cay ác thế. Tỏi ta ấy. Thôi cái em với xà lách len của anh Cụt đi. Xà lách tím nhỉ. Tím. Anh Cụt trồng là xà lách. Cả cái bản thạy này mỗi mỗi Cụt có đấy. Anh em Cụt có. Cảm ơn Cụt nhá. Anh em Cụt có, mỗi mình anh Cụt có. Rồi. Lên. Anh Khụt máy lỉnh. Lên. Anh Khụt chỉ lỉnh chưa lên thôi. Ăn à? Sao không đỉnh được? Ăn thế này. Không nhìn nó mới lạ không? Quá bùi. À, tớ ăn nào. Ừ. Khô. Quan trọng là nó nướng nó bùi ở chỗ cá này, cá chết này. Hợp lý. Ui giời. Mình chuyển sang ăn cá thối đi. Ăn cá thối đi, ăn cá thối này nó bùi lắm thịt nó anh em ạ. Ăn, nó bùi bùi ấy nhở? Cho rằng thì nó nát đi. Ờ, xuống thật. Ăn hành giống như kiểu mình anh em. Ủa, đáng ác. Đáng ngon. Cái sướng. Y hệt như anh em mình ăn mù tạt luôn. Đúng rồi. Ăn hành. Sướng. Không muốn làm. Cảm cúm được khỏi không này. Không muốn mát họng. Ừ. Nó thô ngát đúng không? Ừ. Thôi, lên đi. Em thơm mạnh lên. Ừ. Em thơm mà không được phép yếu. Ừ. Em thơm mà yếu anh em buồn lắm. Ờ. Khóc ấy. Em thơm mà còn giảm béo nữa thì nói chuyện gì anh em lên đi. Anh em còn gì để mà bàn nữa đúng không? Cá tôm thủm thôi, không phải là cá thối anh em ạ. Còn thường hóc xuông ấy. Ăn cá thối đi anh em ạ. Nó mời anh em nhá. Cá thối này ngon hơn cá ấy chứ. Nó bùi. Nó bùi, nó hơi thối một tí, ăn hơi ngứa răng tí nhưng mà ngon. Không thối nó không ngon. Ừ. Mình thích thối là. Nóng. Ăn cái món cá thum thủm này thì còn bảo là thơm nó đi đúng không? Bây giờ thơm to thơm bé chả có mùi gì nữa. Chỉ có mùi thum thủm anh em ạ. Thum thủm đã chiếm lính hết rồi luôn. Đúng rồi. Còn mang đi các bếp đúng không? Đấy. Mình mang đi các bếp gần 5-6 con. Mai kia làm món ăn canh bon. Cái kia ngon nữa nha. Canh bon là phải thum thủm nó ngon được. Chuẩn. Canh bon à. Đừng có cho ngứa nha Khủ nhá. Ngứa mới hôm trước. Tìm rồi, biết cái chỗ lấy bon rồi. Nếu không có rồi gì. Thế lấy nhầm đúng không? Đúng rồi. Ở chỗ nhà anh Quyết là bon ngọt. À. Chỗ nhà anh Quyết có lên nhầm đấy, lên ở chỗ nó ở chỗ nhưng mà nó gần nhà ông Pâu ấy. Nó hơi căng nó vẫn ngưng ngưng một tí. Mùa à? Nó tại thời tiết lại của chắc thời tiết đó. À. Thế chị. Bố em một triệu anh cũng ạ. Nhưng mà do thời tiết thì không, thời tiết thì kiểu nó lạnh nó khác. Không thời tiết thì không sao, nó do ấy thôi, nó do lai ra thôi. Nó cũng do thời tiết mà. Ngon cua với xà lách tím quá ngậy bác Khánh ạ. Ngon lắm, tím thì không phải bàn nữa đúng không? Em với cá chết nữa. Cái rau chi chang kia, anh em không chiến à? Đây, chi chang đây. Nấm voi được. Rau cổ boy này. Rau ruộng ăn nó mát đúng không? Riêng rau ruộng thì không phải nói rồi. Mắt ruột em thơm ạ. Em thơm móng cay móng chân nai ác nhỉ. Neo mà. Tiệm neo. Tiệm tiệm. Chắc là bắt cá chưa rửa. Không bắt cá ở ao ấy. Rửa mái các kiểu nó không ra. Không ra không? Ngấm vào. Cắt đi giả. Mày là cắt đi. Một nửa quả chanh thôi. Quất đây nhỉ? Sạc bong ở một nửa quả quất đấy. À quất à? Mình có mà. Sạc bong luôn. Đang trồng bên kia. Quả quất tết ấy. Mấy tấn. Xong chú anh Khụt xin một hai quả. Rồi bác Khánh. Nhà ừ. Nó bác chiều lên tỉnh tí. Đâu em lên một ấy rồi một quả thôi. Có này này. Có một quả nữa kìa. Thế rồi. Nhưng mà bác xuống tỉnh bác đúng không? Ôi. Gặp đối tác đúng không? Đấy đúng rồi. Bác Khánh này đi gặp đối tác à? Bác Khánh mãi lỉnh.
Bác Khánh chuẩn bị bác Khánh chuẩn bị mở làm neo mà. À, bây giờ đối tác toàn bên nước ngoài ấy, ở nước ngoài. Từ Mỹ ra, từ Ý ra, nước Ý và cả Italia, hai nước cũng mở được mà. Cho cái Linh nó làm neo được. Phết đi chứ sao học hết lớp. Linh không làm được đâu, chỉ ông Tỷ mới làm được thôi. Tỷ thì làm được. Sẽ làm được à? Bác Khánh chế cái bộ móng tay em thơm hộ được cái. Nhìn nó kinh quá. Đâu? Em thơm xem lại, cho mọi người xem lại cái móng em thơm như nào. Nhìn nó hãi đúng không? Móng dài ăn nha. Móng bùn. Không, hôm qua cá. Đi bắt cá ở ao Trung ấy. Tại say rượu. Mình bóp bùn kiểu rằng nuôi cá ra ấy. Bùn nó ăn vào. Nó dính. Mình ăn bùn nó ăn móng tay. Rửa mái cần gì làm neo nữa. Bảo chị em lên nếu mà bùn là có ngay đúng không? Tự nhiên đúng không? Hôm qua tại sao? Này bác này, xuống chưa? Đều. Cái này nhộn. Mấy cá phổ này. Một tốt của huyền dính. Anh em lên các loại rau cho nó tổng hợp tí thôi nhỉ. Đây anh em lên rau cải. Ủa cho cải cúc vào thế nào? Cải cúc thì mang ra đây. Cúc này. Cho anh mang nhiều lắm. Ở nhà dưới nhiều có nhiều lắm nhưng mà nhiều. Chả có gì ngoài cải cúc đâu. Đâu mình không ở nhà không ai ăn. À. Mình thế thì làm có nghe làm đi. Ừ. Thì không thích ăn thịt. Anh em nhá. Thích tiền cúc đúng không? Còn ăn mà. Ăn nhiều ở được bao nhiêu căn bản ăn mà căn bản thích tên cúc mình cũng thế. Bây giờ cúc anh cúc tên cúc à vậy chưa yêu cũ gì phải không mẹ con bồ phải không con bồ à thế chẳng yêu cũ hơn gì nữa bồ khác người yêu cũ à bây giờ lang bây giờ ấy có xương to nó hợp với mình anh em ạ mình xương bên kia cả tí cẩn thận cho vào hết đi không có tao vào hết đi hết đi hết đi bỏ em cùng lắm là hóc chứ mời anh em nhá không đỏ hóc ăn bánh trưng mới xuống đúng không nuốt cả bánh trưng là không nhai đang phiên hạ ăn nhỉ. mình chỉ nhặt cái rau này mình làm xuống rau ruộng anh em ạ. Rau anh có vẻ cay nhở? Ừ cay đi bản mông à. Ăn nhưng mà ăn cay nó mới sướng, chú Dũng ạ. À được. Đấy. Rau xuyên con voi à? Ờ rau xuyên voi. Rau ấy đấy. Rau rau thịt trâu thịt bò xào của chú đấy. Đúng rồi. Rau xuyên voi. Lên. Lên nào. Ngủ ăn xuyên voi. Quá. Cay lắm luôn, ăn cả củ hành cay. Củ hành ăn cảm giác nó sướng, nó thông mũi mà. Như cái mù tạt luôn, ăn sướng thật. Mình hết mấy củ rồi. Củ hành, củ kiệu ấy đúng không? Ôi, mời anh em rau tổng hợp có cả xuyên bôi, mời anh em. Rồi cái gì nhỉ? Rau rau xuyên bôi phải thế mà. Rau đục bôi. Đúng rồi. Ôi, rau cỏ xuống. Cho xuống ok chưa? Ừ. Đến đi. Rồi, đến thôi nhỉ. Mình cũng xiên voi lên. Rồi. Em phủ lên đi, đỏ to. Mời anh em nhá. Thoải mái anh em nhá. Ôi, ok. Thơm ăn rau rau gì nhỉ? Rau đồng áp. Đồng áp. Tóc hào mà đúng không? Rồi, mời anh em ăn rau đồng áp nhá. Lên trời nóng thì ăn rau sống xuống nhở các anh nhở mát mà đấy với lại là mùa này là mùa mát rồi tụi em thơm mát mùa mát rồi có phải nóng đâu đấy đúng không mà kia anh em mình vào mùa nóng thì xuống tắm ao đúng rồi cái nóng rồi anh em mình cho thế này đi đấy ăn đi đúng không chớm ăn đi rồi đấy anh em ăn đi ôi ăn thế này nó mới xuống nó mới mát người. Tràn nước ngon này nè. Đúng là hôm nay gọi là tiệc rau. Mấy ngày thịt, Tết toàn thịt ấy. Bây hôm giờ là hết Tết rồi, hết thịt rồi đấy em thơm ạ. Cả bàn thơ của anh khụt cũng dỡ xuống rồi đúng không? Mình chiến hết rồi. Chán cả thịt rồi chú anh ạ. Hôm nay coi như tổng kết rồi. Ôi, lên đi. Xiên voi của chú anh. Thịt trâu, thịt bò của chú anh lên. Thịt voi của chú anh. Ngon lắm. Cảm giác nó ăn nó lắng lắng nhưng mà kiểu nuốt vào ngọt ác. Đúng không? Rau này à? Mày!
quá ngon anh em ạ. Rau anh em mình còn nhiều lắm, anh em ăn thoải mái đi. Ôi bây giờ là anh em mình xin phép kết thúc video của anh em mình tại đây các bạn nhá. Hôm nay anh em mình xuống ao anh Khủ đây lấy cái rau phương kia về ăn nhá. Ôi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chào anh em nhá. Chào tất cả anh em. Chào anh em.